ngày 5 tháng 1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, tàu 472 của đơn vị vừa cứu kéo thành công một tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên bị hỏng máy, đưa về đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, an toàn để sửa chữa. Cụ thể, tàu PI 96301 do ông Nguyễn Ngọc Vinh sinh năm 1979, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, làm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu cá ngừ, trên tàu có 5 ngư dân đi cùng. Tàu xuất phát ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại cảng Đông Tác, thành phố Tuy Hòa. Đến chiều 3 tháng 1, tàu cá gặp sự cố đã cơ động vào đảo Song Tử Tây để sửa chữa. Lúc 15 giờ ngày 4 tháng 1, tàu rời đảo đi đánh bắt hải sản thì đến 17 giờ lại bị hỏng máy chính thả trôi, không khắc phục được. Do đó, thuyền trưởng tàu PI 96301 đã phát tín hiệu cấp cứu. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, tàu 472 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam thuộc quần đảo Trường Sa thì nhận được lệnh cấp trên cơ động hỗ trợ tàu ngư dân hỏng máy trôi dạt trên biển. Khi nhận lệnh, mặc dù sóng gió to cấp 5, cấp 6 nhưng tàu 472 đã triển khai phương án cứu kéo ngay sau đó. Sau 2 giờ cơ động, tàu 472 đã tiếp cận tàu cá PI 96301 và tổ chức kéo tàu cá bảo đảm an toàn về đảo Song Tử Tây. Sức khỏe của các ngư dân trên tàu cá bình thường.